một bộ mà băm ghiền và một bộ cái nén như vậy, công suất khoảng 600-800 trong dao động đó, tùy nguyên liệu nhá. Motor 50 ngựa tới 70 ngựa đó, nguyên liệu nên nguyên liệu bong lắm này, nguyên liệu khó ép lắm này, vip khó nhất rồi đó. Em là viên đây. Nó kiểu không được chặt, nó ào luôn. Nó như vậy đó em, cái phần này nó như vậy đó. Do nguyên liệu này, cái này á. Hả? À, ngoài vỡ hả? Bê đo lên đây.